Bộ binh cơ giới được triển khai đến chiến trường từ các xe bọc thép chở quân hoặc xe chiến đấu bộ binh. Trong đoạn phim này, hạ sĩ Jimmy sẽ giới thiệu cho chúng ta những vũ khí và trang thiết bị mà một người lính bộ binh cơ giới của quân đội Pháp thường mang theo khi hành quân. Đây là khẩu súng trường tấn công HK416, vũ khí chính được sử dụng chủ yếu trong lực lượng bộ binh, thay thế cho súng trường tấn công FAMAS. Loại vũ khí này sẽ sớm được trang bị cho toàn bộ các trung đoàn bộ binh của quân đội Pháp. Tiếp theo là mũ bảo hiểm chiến đấu bộ binh, thuộc bộ trang phục kỹ thuật số Phalanx. Đây là áo giáp dành cho tất cả những người lính bộ binh Pháp, bao gồm cả áo chống đạn. Trong chiếc áo giáp này, chúng tôi được trang bị một khẩu súng lục PAMAS có cỡ nòng 9mm. Ngoài ra còn có thêm hai hộp tiếp đạn dành cho súng trường HK416, là mẫu súng trường tấn công carbine được thiết kế và sản xuất bởi công ty Heckler & Koch dựa trên nền tảng khẩu AR-15 của quân đội Mỹ. Còn đây là một vật dụng dùng để ngụy trang. Ở phía bên kia của chiếc áo giáp là một bộ dụng cụ cá nhân, bao gồm tất cả các vật dụng y tế sơ cứu cần thiết. Tôi sẽ giới thiệu cho các bạn chiếc ba lô tác chiến mà mọi người lính cần phải mang theo. Đầu tiên là găng tay chiến đấu. Tiếp theo là một cặp kính. Rồi chúng ta có một chiếc mặt nạ phòng độc, gọi tắt là ANVPB. Mặt nạ này được sử dụng khi đối phương tấn công bằng vũ khí hóa học. Trong ngăn nhỏ này có kính quang học nhìn đêm. Nó được gắn trên đỉnh của mũ bảo hiểm và được dùng trong điều kiện tác chiến ban đêm. Và đây là cuốn sổ nhật ký chiến trường để người lính ghi chép mọi thứ xung quanh họ. Còn đây là chiếc mũ trùm đầu. Đây là chiếc áo choàng poncho. Nó sẽ giúp cho bạn giữ ấm cơ thể trong điều kiện trời lạnh và mưa gió. Tổng cộng có khoảng hơn 16 vật dụng mà một người lính bộ binh cơ giới Pháp phải mang theo trong quá trình hành quân hay chiến đấu, với tổng trọng lượng khoảng 25 kg.